Xin chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách thông bồn cầu. Bồn cầu của tôi là có trẻ con nó vệ sinh đây và cho rất là nhiều giấy, cho nên là bây giờ là nó bị tắc. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách. Trước tiên thì chúng ta sẽ dùng chai nhựa này nhé. Và bắt đầu thì sẽ bạn chặt cái ống này vào. Đầu kia thì chúng ta sẽ dùng dao. Vì ở dưới đây nó có những hình ảnh rất là nhạy cảm, nên là mong các bạn là xem video này, không xem video này khi mà ăn nhé, và xin lỗi các bạn trước nhé. Vì là cái thiết yếu của mỗi gia đình có khả năng đều bị tắc, nên là tắc nên là tôi mạnh dạn chia sẻ đấy. Và các bạn là xác định là vệ sinh xong là chúng ta phải rửa tay sạch sẽ. Sau đây là các bạn sẽ mẹ ấy gần đấy, sẽ dí cái đầu này vào cái phần ở dưới đáy của bể phốt nha, chúng ta ấn rất mạnh nha. Chỉ cần là 5 giây với một cái chai nhựa như này thì chúng ta có thể xử lý xong. Và sau đây thì chúng ta sẽ đâu rồi? Đâu cái mà cái không cái phim đâu viên đã xin đây là nó chúng ta sẽ đánh. Ok. Xong. Và như vậy là chúng ta sẽ đã vừa xử lý xong cái tình trạng mà bồn cầu bị tắc. Các bạn gặp trường hợp này thì xử lý cho trong cái tình huống này nhé. Chúc các bạn thành công nhé.